Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý Để lựa chọn một bộ sản phẩm hiện đại và đơn giản không cầu kỳ Nhưng vẫn không kém phần sang trọng và rất là dễ lo chùi Thì các bác lựa chọn cho em bộ Âu Á hộp như thế này Đây là một bộ sản phẩm em làm trên nền chất liệu gỗ hương đá Và một bộ thông thường thì em làm bao gồm có 6 món các bác ạ Bộ sản phẩm này thì toàn bộ để trơn Và những những cái bộ sản phẩm nào mà để trơn như thế này thì đa phần em sẽ chọn lựa chọn lựa làm sao có những cái tấm vân gỗ đẹp thì để lên bộ thì nhìn nó sẽ nhìn nó sẽ có cái điểm đặc sắc hơn đấy là cái điểm khác biệt giữa cơ sở em à, một bộ sản phẩm này thì các bác thấy là có một đoạn đoạn dài đây là hai mét rưỡi và trên những cái đường trên những cái vách lưng thì à, ngoài những cái đường nét đục chạm ví dụ như là có thể là đục à, tứ quý tức là bốn mùa bức tranh bốn mùa những cây cối thì ngoài ra thì mình có thể để trơn như thế này và khi để trơn như thế này thì các bác rất là dễ trong cái việc lo chùi ví dụ như là muốn bác anh giai nào muốn thương vợ mà không muốn vợ lo chùi nhiều những cái khe kẽ chẳng hạn mình có thể lựa chọn cho bà xã của mình những cái bộ sản phẩm mà để trơn vách như thế này nhá Tuy là tuy là nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà nó cũng không kém phần sang trọng đâu ạ bởi vì mình chơi gỗ là mình chơi vân và đặc biệt là bộ sản phẩm này được làm chất liệu gỗ hương đá thì cái chất liệu gỗ hương đá nó có rất là nhiều vân. Các bác ạ nếu mà lựa vân gỗ hương đá thì nó rất là nhiều vân và nó đẹp. Đấy, các bác thấy cái mặt ván của nó rất là nhiều vân đây này. Đặc biệt là cái phần khuôn tranh của bộ sản phẩm này thì em làm khuôn tranh 4 ván 2. Đây là một bộ dáng ô áo à quần thư mà có thể là mình kê ở những cái diện tích từ uh, 15 đến 20 mét vuông. rất là nhỏ, diện tích uh, nhỏ thì chung cư hoặc là nhà ống là mình có thể kê được. Hoặc là ví dụ như bác nào mà kể cả là 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 làm theo kiến trúc nhà mái thái mái Nhật mà không gian phòng khách nó nhỏ nhỏ như vậy mình vẫn có thể kê bộ sản phẩm này. Hoặc là mình có thể uh, sử dụng cái bộ sản phẩm này để tặng cho bố mẹ tặng cho ông bà cũng khá là ok đã bởi vì bộ này thì ông bà lau chùi bố mẹ lau chùi rất là đơn giản thôi và ngoài ra thì hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này em làm chiều ngang là 98 đây là bộ tay hộp các bác nhé toàn bộ là trơn hết nó có đúng một cái chi tiết đục đó là ở phần tay thôi chi tiết đục ở phần tay này hình ảnh con cá con cá chép hình ảnh con cá chép ở trong phong thủy thường thường là ở ở trung quốc đọc cá chép là dư thì ý nghĩa của nó là dư giả về mọi mặt đấy ạ tại sao lại đục cá chép bởi vì nó có ý nghĩa trong cái từ cái con cá chép được đọc ở tiếng trung đó là dư ấy thì nó có ý nghĩa dư giả về mọi mặt và toàn bộ là đều cái với cái độ dày là khuôn 4 ván 2 thì mặt bàn mặt ghế mặt đoạn đều với độ dày là khuôn 4 ván 2 hết và đây là bộ kính mà em cũng đã tặng kèm luôn đấy ví dụ các bác mua một bộ sản phẩm nguyên vẹn như này thì em sẽ tặng kèm theo kính đây là đã có kính rồi và mặt bàn của bộ sản phẩm này thì em để trơn tất cả đều trơn hết các bác nhé mặt bàn mặt đôn cũng như là vách lưng của đoạn dài vách lưng của ghế toàn bộ là trơn hết các bác nào mà quan tâm và cũng như là muốn sử dụng những cái bộ sản phẩm hiện đại và đơn giản như thế này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em có ghi vào phía dưới góc bên trái màn hình cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau